Chào các em học sinh lớp 9. Trong video hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em vẽ đồ thị có chứa giá trị tuyệt đối. Ví dụ, vẽ đồ thị hàm số y bằng trị tuyệt đối của 2x - 3. Thì chúng ta nhớ công thức đó là trị tuyệt đối của A thì bằng A nếu A lớn hơn bằng 0 bằng trừ A nếu A bé hơn 0. Vậy thì trước tiên chúng ta phải xử lý chỗ này đúng không? Vậy là ta có xử lý tuyệt đối nè, ta có y sẽ bằng nè tuyệt đối của 2x - 3 thì nó bằng, mở móc ra này, đó nó sẽ bằng 2x bằng a đó là 2x - 3. Bằng trừ a là sao? Trừ a thì chúng ta thêm trừ này trước này, nó trừ của 2x - 3 này nhân vô được là trừ 2x, nhân vô được là cộng 3 đó. Vậy trừ 2x cộng 3, ok chưa? Và điều kiện này chỗ đây là nếu a lớn bằng 0, a lớn bằng 0 nghĩa là mình cho cái này lớn bằng 0 này, cho 2x - 3 lớn bằng 0 á, đầu chuyển trừ 3 sang phải được là 3, và 2x lớn bằng 3 thì x lớn bằng là 3/2. Vậy nếu x lớn bằng 3/2, còn chỗ này thì a sẽ nhỏ hơn 0, nhỏ hơn 0 nghĩa là trừ 2x cộng 3 nhỏ hơn 0, thầy chuyển trừ 2x sang bên phải, vậy là 2x nó lớn hơn mấy? Lớn hơn 3. Vậy là 2x lớn hơn 3 nha, x sẽ lớn hơn 3/2, đúng không? A sẽ lớn hơn, nhầm rồi, mình sẽ cho vào đây, cho cái a này chưa, cho cái a bé hơn 0, có nghĩa là sao? Có nghĩa là 2x - 3 này bé hơn 0 nha, nhớ chưa? Đó, a lớn bằng 0, a bé hơn 0 nè. Vậy 2x bé hơn 3, x bé hơn 3/2. Rồi, chỗ này sẽ là x bé hơn 3/2. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vẽ hai cái đồ thị này. Cái thứ nhất là chúng ta đi vẽ đồ thị hàm số y bằng 2x - 3. Và điều kiện ở đây là nhớ là nếu x lớn hơn bằng 3/2. Rồi chúng ta sẽ cho gì đây, nó có cho giới hạn tại đầu mút á, cho cái giá trị nó bằng đầu mút, cho x bằng đầu mút này, cho x bằng mấy đây, x bằng bằng 3/2 luôn. Điểm đầu tiên cho x bằng 3/2 này, cho x bằng 3/2, cho x bằng 3/2 luôn, cho tại cái đầu mút là 3/2 này, x bằng 3/2 thay vào tìm được y, thay ra này 2 × 3/2 là bằng bằng 3, 3 - 3 bằng 0, y bằng 0. Rồi tiếp tục mình cho máy này, cho x tiếp tục này, x lớn bằng 3/2 cho x bằng 2 nha, x bằng 2, x bằng mấy cũng được nhưng mà cho x bằng 2 cho nó đẹp đi, yeah, x bằng 2, x bằng 2 thay vào là 2 × 2 là 4 - 3 còn 1, y bằng 1. Vậy mình suy ra đồ thị hàm số đi qua hai điểm là 3/2 0 và 2 1, suy ra đồ thị hàm số y bằng 2x - 3 là đường thẳng đi qua hai điểm, đó là gì? Hai điểm có tọa độ là 3/2 0 này, và cái điểm thứ hai có tọa độ là 2 1. Rồi tiếp tục ta vẽ đồ thị hàm số y bằng trừ 2x + 3 nếu x này bé hơn 3/2, ok chưa? Thì tương tự thì mình cho gì đây, x nhỏ 3/2, do đó mình cho x bằng 3/2 luôn, x bằng 3/2 thì y mấy này, thay ra thì được là trừ 2 × 3/2 là bằng trừ 3 cộng 3 bằng 0,
Đó, tiếp tục cũng cho y bằng à, cho x chứ, được chưa? Cho x bằng 3 phần 2 y bằng 0 rồi. X như đấy là nhỏ hơn 3 phần 2 nha. Cho x bằng 0 đi. X bằng 0. X bằng 0 thì y bằng bằng 3. Rồi tương tự thì chúng ta cũng nói là đồ thị hàm số này đi qua mấy điểm? Đồ thị hàm số y bằng trừ 2x cộng 3 là đường thẳng đi qua hai điểm là gì đây? Điểm thứ nhất tọa độ là 3 phần 2 0. Điểm thứ hai tọa độ là 0 3. Rồi chúng ta vẽ thôi. Bây giờ vẽ nha, giờ vẽ này. Đây là y nè, đây là x nè, đây là số 0. X bằng chúng ta vẽ cái đường thẳng đầu tiên trước này là y bằng 2x trừ 3 trước, thì chúng ta có là điểm này là điểm 3 phần 2 0, đây là 1 đi, đây là 2 nè, 3 phần 2 chỗ này đúng không, 3 phần 2 này, 3 bằng 2 0. Điểm thứ hai là 2 1. 2 1 đây. 2 này thấy không? 1 đây này. Nối lại. Rồi. Chúng ta nối lại nha, giờ nối lại nhưng mà nhớ này, nó chỉ lấy là cái đồ thị nó là lớn hơn bằng x, x lớn bằng 3 phần 2. Vậy thì nhỏ hơn là không có lấy nha. Nối lại nha. Lấy phần phía trên thôi, phần phía trên thôi nha, chúng ta không nối xuống đây, nối đây là chúng ta lấy phần phần đây rồi, phần nhỏ hơn 3 phần 2 rồi, chúng ta lấy phần lớn hơn 3 phần 2 thôi. Đây chỗ này là 3 phần 2, chỗ này là số 2 này, đây số 1 này, đây 3 phần 2 đó. Đây chính là đồ thị của nó là 2x trừ 3 này đó, được chưa? Chúng ta lấy cái phần là lớn bằng 3 phần 2 thôi, còn nhỏ hơn 3 phần 2 không có lấy. Tiếp tục chúng ta vẽ đồ thị của hàm số y bằng trừ hãy cộng 3 này. Điểm này là 3 phần 2 0, cũng giống trùng chưa? Trùng. Rồi điểm thứ hai là 0 3, này là 2, này là 3 này. Đó, 0 3 này. Và nhớ là x của mình là nhỏ hơn 3 phần 2. Nối lại này. Nối lại. Phần dưới đây không có kéo qua nha. Giờ. Phần dưới này kéo qua là sai nha, bởi vì sao? Nó chỉ lấy những cái phần nào nhỏ hơn 3 phần 2 đâu. Kéo này là lớn hơn 3 phần 2 rồi. Do đó đồ thị của nó như hình vẽ. Đây chính là đường thẳng y bằng trừ 2x cộng 3. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.